sẽ hướng dẫn em cái cách khí dung cho con nhé. Thì thường đây là một cái bộ máy khí dung này. Thì đầu tiên là khi mà mua về thì các hệ thống nó sẽ tháo rời. Thì dây này là em cắm vào ổ điện. Đây ổ điện chị để phía dưới. Cái dây này thì em sẽ cắm vào máy này. Đấy. Cái dây này thì em sẽ cắm vào cái bầu khí dung. Đây gọi là cái bầu khí dung nhé. Em sẽ cắm phần dưới này. Sau đó thuốc khí dung thì em sẽ đổ vào bên trong này. Thì thuốc dùng có thể là nước muối sinh lý. Đây là Ventolin. Ventolin này. Đấy. Có chữ Ventolin. Và cái ống này là ống Pumivac. Pumivac hoặc là Adrenaline. Thì dùng những cái thuốc nào là do bác sĩ sẽ chỉ định. Bác sĩ sẽ chỉ định cho con mình dùng. Thế và khi mà được bác sĩ chỉ định rồi thì khi mà về khí dung ấy, thì thường là các em sẽ đổ thuốc vào trong bầu khí dung như này. Đây, ví dụ như là chị bạn một ống Ventolin này chẳng hạn nhé. Đấy, thì em cho thuốc vào đây. Em bóp thuốc vào đây. Bóp nửa ống hay bóp cả ống cũng là theo đúng như là chỉ định của bác sĩ. Hoặc là nước muối em cho vào. Thường là mình sẽ cho khoảng từ 1 đến 2 ml nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý 9/1000. Lọ 10 ml thì mình sẽ cho vào đây khoảng từ 1 đến 2 ml. Đấy. Sau đó thì là mình đậy các dụng cụ này lại. Lắp vào. Đây là cái mask của trẻ con nhé. Còn đây là mask của người lớn. Khi mình lắp vào rồi thì lúc nào mình cũng phải giữ cho bầu khí dung luôn luôn thẳng. Để nghiêng là thuốc sau này nó sẽ bị đổ mất. Đấy là sau đó thì là em đưa cái mask khí dung này vào mặt bé. Đây ví dụ nhá. Em đưa vào như này. Đấy, chị đưa như này. Sau đó thì là em bật máy lên. Đấy. Em nhìn thấy hơi nó lên như này là được này. Đấy, đưa như này. Thì thường mỗi lần khí dung cái này khoảng mất từ 10 đến 15 phút là sẽ xong. Khi mà khí dung xong thì là em sẽ bỏ thuốc ra và tắt máy đi. Thế còn thứ hai là chị lưu ý khi mà khí dung thì chắc chắn là trẻ sẽ quấy khóc. Thì em lúc nào cũng phải giữ thẳng như này này. Đấy, bởi tránh trường hợp mà thuốc đổ vào trong miệng con thì sẽ rất là nguy hiểm nhá. Thế và khi khí dung xong thì em cũng bỏ ra. Bỏ ra thì em vệ sinh dụng cụ như bình thường, em cũng tháo lắp các dụng cụ này ra. Đấy. Và thứ hai là cái này là quan trọng này, mình giữ cẩn thận không có mất cái này là sẽ không khí dung được nữa. Thế còn trường hợp mà khi mà khí dung xong ấy thì em chịu khó là cho con xúc họng bằng nước muối sinh lý. Thế nếu như mà trẻ mà không tự xúc được thì là em có thể là dùng cái dơ lưỡi vệ sinh lưỡi miệng cho con và cho con độ 1-2 tiếng nước lọc con uống. Để tránh trường hợp tất nhiên là khí dung ngắn ngày thì nó cũng không gây tác dụng phụ gì nhiều đâu. Nhưng mà có những trẻ mà mình khí dung nhiều lần hoặc khí dung lâu ngày thì là sẽ dễ bị nấm miệng. Đây là cách hướng dẫn chị khí dung, em có muốn hỏi gì không? Chị em hỏi là em dùng cái khí dung này lâu dài thì có ảnh hưởng gì không? Có tác dụng phụ gì không? Thực ra thì khí dung về nếu mà như khí dung nhiều lần hoặc là khí dung lâu ấy mà cái thời gian nó kéo dài, cái đợt điều trị nó kéo dài thì dễ cái nguy cơ là bị nấm miệng. Thế còn cái tác dụng phụ của đường khí dung thì nó cũng không nhiều. Đấy. Thế còn tất nhiên là khi khí dung lại phải theo đúng chỉ định của bác sĩ. Ví dụ 3 ngày, 5 ngày hoặc là 7 ngày là theo đúng ý lệnh của bác sĩ. Mình đừng tự khí dung cho con, nhất là những cái thuốc này. Có những mẹ mà tự mua Ventolin khí dung này là không nên. Tất cả khí dung Ventolin, Adrenaline hay là nước muối hay Pumicort thì đều phải theo ý lệnh của bác sĩ hết. Con em mà quấy khóc quá nó không chịu khí dung thì em làm thế nào? Có những trẻ rất là quấy khóc, cứ lôi máy ra là trẻ rất là sợ. Thì với những trẻ mà lần đầu tiên khí dung ấy thì em tập cho trẻ chơi bằng cái mask trước. Ví dụ như là có em mua về như này. Đấy thì đây là mask của trẻ con này, đây là mask của người lớn này. Em sẽ chơi cùng với con là em úp mask lên mặt mình để cho con quen dần đi. Sau đó thì cũng dạy con, mình cứ chơi từ xa đến gần. Đấy, khi mà trẻ quen với cái mask này rồi thì mình sẽ tập cho con khí dung. Đầu tiên mình khí dung nước muối sinh lý, mình cho nước muối sinh lý vào. Mình cũng khí dung, mình lắp mask của mình vào, úp vào mặt mẹ. Sau đó chuyển sang để cho con nhìn, con biết là không hề sợ. Sau đó thì là con em úp cái mask này để cho con quen dần với cái hơi nó thoát ra. Đấy, làm vài lần thì trẻ sẽ quen và khi mà trẻ quen rồi thì lúc đấy mình sẽ khí dung lại bằng thuốc. Chị cho em hỏi thêm là nếu mà con em bị nhiều ấy thì lần sau con có dấu hiệu thì em biết
vì lần trước bác sĩ đã dặn rồi, lần sau em thấy là em cho con dùng luôn khí dung được không? Ồ, thực ra thì có những trẻ phải dùng khí dung rất là nhiều lần. Bởi vì là cái khí dung này thì nó có tác dụng là giảm co thắt phế quản. Thì chỉ khi nào có co thắt phế quản thì mình mới dùng thôi. Thế và nếu có co thắt hay không thì bác sĩ sẽ nhận biết và do bác sĩ chỉ định. Bởi vì có những trường hợp mà cứ khí dung tái đi tái lại nhiều lần thì mình phải đặt vấn đề là xem có bệnh gì mãn tính hay không. Ví dụ như là hen phế quản. Thì nếu như em cứ tự khí dung thế thì sẽ mất triệu chứng. Và thứ hai là bác sĩ cũng sẽ không thể biết được là con có hen phế quản hay không. Thì mỗi lần bị như thế thì em nên đưa đến bác sĩ khám. Đấy, để bác sĩ sẽ cho em khí dung và bác sĩ sẽ có cái hướng điều trị lâu dài cho con em. Em cảm ơn bác sĩ.